Cửa hàng Audio Minh Nguyễn xin kính chào các khách trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 11 năm 2020. Lần đầu tiên Minh Nguyễn xin cảm ơn đến tất cả các quý khách hàng gần và xa trong suốt thời gian qua đã tin tưởng vào của Minh Nguyễn. Cũng chính vì cái tình cảm như vậy nên là hôm nay Minh Nguyễn tiếp tục giới thiệu cho các bác một dòng sản phẩm loa B3 bãi xịn. Hôm nay thì model nó là ZF212 35 mã, dòng đời cao nhất của dòng đời S. Thì hôm nay thì em đã tháo sẵn rồi, về duy nhất được có hai đôi thôi, vì đợt này hàng về rất là khan hiếm, không có hàng, vì những cái hàng đẹp thì được rất nhiều anh em ưa chuộng. Thật nếu các bác là săn đoán này, về là hết thôi. Để riêng về cái dòng sản phẩm loa B3, cái dòng model đời cao của dòng S này, thì thật sự các bác nào cho ra chất tiếng chất âm rất là hay, thì riêng về dòng này thì để chất âm mình khỏi phải suy nghĩ luôn. Đấy, đi sâu về cái phần hình thức, em sẽ tháo thử đây nào, vì đây là em đang, đây là cái bát này, ui giời. Đấy, đây là cái nắp của nó nhé các bác nhé, sẽ đây là cái lưới thì bây giờ em đã tháo sẵn rồi, thằng nào thì em tháo để em quay cho các bác cho nó đỡ phải mất thời gian. Thứ nhất thì em phải tháo ra để kiểm tra để xem nó còn nguyên bản không, đã sửa chữa thì chưa. Đấy, thì tiện này thì em cũng quay luôn, làm luôn video clip cho các bác, cho các bác xem cái thông số đằng sau. Còn loa rất là nặng các bác nhé, cực kỳ là nặng luôn. Ui giời, một tay nhấc hơi khó. Đây, thông số đằng sau đây, thì đây model của em nó đây, model là S212 35 mã, đời cao nhất của dòng B3 full 30, đời S. Còn nguyên tem mã vạch QC. Nói thật các bác là đôi này, hai đôi này của em về đẹp xuất sắc luôn. Thông số đây ạ, con này thì đánh từ 60Hz đến 16kHz, đánh giải cực kỳ là rộng luôn. Công suất là 250W, độ nhạy là 97dB, đánh ở trở kháng 8 ohm, nặng là 28 cân. Đấy, dòng B3 thì các bác đã biết rồi, là thương hiệu của Đức nha các bác nha. Đấy, con này thì các bác có thể để đứng được, treo được, và có thể các bác có thể để nằm để cho các ca sĩ chuyên nghiệp hát. Đấy, các bác có thể nằm được. Đây là 4 cái núm cao su. Đấy, để nó thiết kế cho để làm mất đất. Ở đây là mấy cái núm treo. Đấy, núm treo loa. Đấy. Đấy, thì các bác có thể để treo được, nằm được, đều là ok hết. Đấy. Đi về cái phần bên trong. Bên đây, củ bát ra đây thì em sẽ quay. Ui giời, nặng quá, tí đổ. Thôi quay quả chép trước đi. Chép đây, chép con này. Chép con này nó là 417. Đấy, chép cực kỳ là khủng, rất là to quả chép này. Trên này là họng gang nha các bác nhá. Ở trên này nó là họng gang. Đấy, khi em gõ thì em sẽ lấy luôn cái thước còn to cho các bác. Từ 17 nha các bác nhá. Từ 17. Chép từ 17. Bát cũng vậy, bát cũng từ 17. Côn 76. Đấy, chép này, quá khủng khiếp luôn. Đấy, quá to. Đấy, sợ thật đấy. Riêng quả chép này các bác đánh yên tâm luôn, không giờ sợ phải bị, không giờ sợ bị cháy. Đấy, không bao giờ sợ bị cháy, nặng chịu luôn. Đây là cái tem QC ở trên này. Đấy, tem QC. Ui giời, nặng vãi trưởng. Bát đây, sâu vào quả bát này thì em sẽ quay cho các bác về cái keo nhện ở bên trong của nó. Đây nhá,
Đấy. Keo thì cái mặt ở đằng mặt ở trong này, đấy, có nghĩa là mặt ở dưới đấy là keo màu hồng đậm. Đấy. Còn mặt ở trên này thì là keo màu hồng nhạt. Nhạt hơn tí. Đấy, nhạt hơn tí. Đặc trưng của B3. Đấy, nó là vậy. Đấy. Và cái xương của nó nhé các bác nhé, cái xương của nó là màu xương nhám nhé các bác nhé, xương nhám. Đấy, sờ nó hơi sần sần một tí. Đấy, xương nhám sờ sần sần. Đấy, còn cái râu của nó thì là đều là có cái một cái lớp bọc bọc màu đen. Đấy, đều là có lớp bọc màu đen các bác nhé, đều có lớp bọc màu đen hết. Đấy, bọc màu đen. Đấy. Dây này. Đấy. Bọc màu đen. Và những cái đầu ốc này. Đây, những cái đầu ốc này em quay chậm xem. Đấy là đều phủ một lớp keo. Đấy, đều phủ một lớp keo này. Đấy, để tránh ví dụ như là thay côn hoặc hay gọi là râu noa niếc thì người ta sẽ tháo ra thì nó sẽ bị vỡ cái keo này, là để gọi là đánh ở cái chế độ gọi là to ấy thì nó đỡ bị rung cái chân noa. Đấy, rung, nó bị rung cái chân noa, có nghĩa là tránh cái trường hợp tuột chân noa. Đấy. Rất là đẹp luôn. Đây, còn đi về màng loa thì con này nó là dòng loa ba sóng, nó là dòng gân vải lụa tẩm dầu. Đấy, gân vải lụa tẩm dầu nên nó đánh cực kỳ là bền luôn, cực kỳ là bền nhé các bác nhé, cực kỳ là bền. Đấy. Và mũ loa thì được thiết kế nó hơi bị ngõm xuống một tí. Đấy, ngõm xuống một tí nhé các bác nhé, mũ loa nó sẽ ngõm xuống một tí. Đấy, gân vải tẩm dầu. Đấy, gân còn rất là mới nha các bác nhá, rất là mới. Và cái miếng xốp thì là xốp ở trên này nó sẽ là mặt đen, còn bên trong thì nó sẽ là màu hơi gọi là trắng trắng một tí. Đấy, hơi trắng trắng một tí, đặc trưng của những dòng B3 xịn, bãi xịn thì nó là vậy. Đấy, những cái mà cần phải gọi là để ý. Đấy, thì các bác phải để ý kỹ vào cái vấn đề đấy. Đấy, bình thường những cái dòng loại nhái, hàng loại 1, loại 2 thì không giờ có thể làm được những cái chi tiết như vậy. Đấy, không giờ có thể làm được các bác nhé. Nên là các bác mua, khi mua hàng là các bác phải gọi là kiểm tra. Đấy, những cái cơ bản khi bên em giới thiệu cho các bác. Còn những cái tem này thì thật sự các bác là làm giả rất là nhiều những cái tem này. Đấy, còn là ví dụ như những cái tem nhà giả thì thật sự nó sẽ không được sắc nét như thế này, và chữ nó sẽ được chữ nó sẽ mờ hơn đấy. Nhưng mà cái tem này thì nó thật các bác thì không quan trọng. Đấy, nộp tem là không sao cả. Đấy, quan trọng là những cái đặc điểm là của những cái dòng phân tích, những cái dòng loa bãi B3 xịn thì nó là vậy. Đấy, là xương nha các bác nhá, xương là xương nhám. Đấy, xương nhám. Đấy, còn cái từ ở trên này, đấy, thì là xoay thì cảm giác nó rất là sần. Đấy, nhưng mà các bác sờ lên thì cực kỳ là mịn. Đấy, cực kỳ là mịn. Đấy, keo ở đường trên là keo nó hơi gọi là nhạt một tí, keo ở đằng dưới keo đậm hơn. Đấy, và đây bao giờ những cái keo, đấy, cái keo mà nó để nó dưỡng cái gân noa đấy. Đấy, keo dưỡng cái gân noa thì bao giờ nó phải quét rộng ra một chút để nó gọi là giữ, để cho nó đảm bảo nó đánh nó đỡ bị rung, nó đánh đỡ bị rung cái màng loa, để tránh cái trường hợp mà khi đánh ở công suất cao nó hay bị dập màng. Để bao giờ những là nó cũng quét rộng ra một tí. Đấy, vừa đảm bảo chắc chắn không bị gọi là dập màng loa, có nghĩa là dập cái màng này, cái đây ví dụ như là nếu mà nó quét không mấy là đánh nó sẽ bị dập ở những cái góc màng này, vì cái chỗ tiếp xúc từ cái gân loa đến cái màng loa này. Đấy, là đánh tiếp xúc rất là cao nên bao giờ người ta phải quét rộng ra để gọi là
cho nó đảm bảo cái loa các bác, để nó đánh cho nó yên tâm. Đấy, nên là khi người ta thiết kế một cái bát, một cái loa, một cái gì đó thì bao giờ cũng phải là nghiên cứu rất là kỹ càng thì người ta mới gọi là làm một cái gì đó để khi nó mới yên tâm để cho các bác sử dụng được. Đấy, đấy là đều là tất cả đều là có mục đích, que keo nó quét là hẳn ra ngoài này đấy, nên là các bác phải hiểu, không để bảo là cái keo này là mấy ông làm nhái ông quét ra ngoài cho nó thừa keo, không ai tự nhiên người ta quét thừa keo đấy làm gì cả. Đấy, đi về phân tần đây, phân tần đấy thì phân tần dòng V3 chẳng khác biệt rồi. Đấy, phân tần thì con này nó sẽ là gồm là chạy là chở là 1 2 3 4 5 6 7 chở sứ và 2 cuộn cản. Đấy, một cuộn cản to, một cuộn cản nhỏ, và nó chạy 1 2 3 4 con tụ. Đấy, 3 con tụ vàng, một con một tụ màu xanh xanh. Đấy, đặc trưng của B3 nó là vậy. Còn cái màu tí đổ cái màu bông thu âm thì chẳng xa lạ rồi, nó là màu bông thu âm lông chuột như các bác nhá. Đấy, đặc trưng của B3 là dòng một dòng bông thủy tinh lông chuột như các bác nhá. Đấy, thủy tinh lông chuột. Đấy, đặc trưng rồi, nói chung là đây là cái màu đặc trưng của B3 rồi. Đấy, về cái phần phân tích thì cũng phân tích rất là rõ ràng để cho các bác. Đấy, đây nhá, đều bọc hết, đều là bọc dây đen hết. Đấy, nên là các bác phải lưu ý ở những cái chi tiết nhỏ thôi. Đấy, chi tiết như vậy. Đấy thì cái video này thì em cũng ngắn gọn để quay góc tích cho các bác, để các bác được khi mua loa các bác kỹ càng để tránh phải mua những cái hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Đấy, thì các bác bỏ đồng tiền ra cũng không phải là ít. Đấy, rất là nhiều. Đấy, để hơn 10 triệu cơ. Đấy, các bác mua một đôi loa mà bây giờ mua một phải đôi loa mà nó không ra gì. Thứ nhất là chất âm nó kém, là mình nghe mình đã rất là khó chịu rồi. Đấy, đồng tiền bỏ ra lại nhiều nữa. Đấy, nên là các bác phải lưu ý ở những cái vấn đề khi em giới thiệu cho các bác. Đấy thì riêng về cái mấy đôi loa này thì bên em về cái giá, cái mức giá thì em báo giá nội bộ cho các bác. Đấy, vì là anh em thì nói thật các bác là rất là nhiều người anh em bán về cái dòng loa rồi. Đấy, nếu mà mình báo mà nó rẻ hơn quá thì anh em khác thì nó khó bán. Đấy, tự nhiên người ta bảo là đấy, cái ông này ông kia bán hàng gọi là cứ phá giá thị trường. Đấy, anh em bán gọi là mãi mới gọi là có một tí lương thì ông lại báo nó tụt xuống như thế thì làm sao mà bán được. Đấy, các bác phải thông cảm và hiểu cho gọi là anh em làm ăn kinh doanh. Đấy, nên là nó rất là tế nhị ở cái vấn đề mà khi giá là báo công khai. Đấy, vì là nó rất là nhiều anh em bán, khi mình bán có 2-3 đôi loa mà mình báo nó rẻ quá sẽ ảnh hưởng đến toàn thể anh em khác. Đấy, nên là các bác nào mà có nhu cầu thì không tiếc gì một vài phút điện thoại cả. Đấy, các bác cứ điện thoại trực tiếp cho em vào số 0985 778 338 và 0937 348 356, và các bác nào ở gần thì cứ qua trực tiếp cửa hàng ở số 89 vòng An Mỹ, một cửa hàng phòng. Đấy, tất cả các bác có thể các bác nhắn tin cho em hoặc là nháy em cho em thì em sẽ tự quan hệ cho các bác. Đấy, khi các bác mà đã xác định thiện chí thì không bao giờ các bác phải lăn tăn gì cả. Đấy, kiểu gì các bác cũng phải cầm mấy máy lên các bác gọi cho em, không tiếc một vài nghìn điện thoại cả. Đấy, còn trừ khi những bác nào chỉ đi tham khảo và đi dò giá thì là rất là khó mua. Đấy, nên là đã thiện chí về cái dòng loa rồi các bác không tiếc gì một vài phút điện thoại cả. Đấy, gọi trực tiếp cho em. Đấy, thì thôi thì cái video này thì em cũng xin chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm và ghé qua kênh Audio Minh Nguyễn. Và các bác nên nhớ đừng quên đăng ký kênh để tiện theo dõi những video clip mới nhất ở bên nhà cập nhật về. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo.